anh chàng đầu nấm đang bị bọn trẻ con bắt nạt này, tên là Ryu Hwan. Nhìn ngoài mặt thì anh ấy đúng là một tên ngốc bị thiểu năng, mũi lúc nào cũng chảy nước mũi, ngốc đến mức đi xuống cầu thang cũng bị ngã ra đất. Nhưng thực chất anh là đặc vụ bí mật của Bắc Hàn, một gián điệp giữa hai nước, võ thuật cao cường, là tinh anh, được chọn ra từ 20.000 người. Vì để lấy được thông tin tình báo quốc gia, anh đến một thôn tại Nam Hàn. Trước khi xâm nhập đích, giáo quan nói với Ryu Hwan: "우리가 다시 만나는 경우는 두 가지뿐이다. 조국 통일을 이루고 얼싸는 형제가 되거나, 아니면 원수가 돼서 서로를 죽이기 위해서거나." Chỉ với hai câu ngắn gọn, chúng ta như đã dự đoán được kết cục. Vì để người khác không chú ý, Ryu Hwan đóng giả làm một tên ngốc, sau đó làm thêm trong quán tạp hóa. Dì Jeon cũng rất keo kiệt, tiền lương của Ryu Hwan chỉ được chút xíu. Thoát cái 2 năm đã trôi qua, chiếc máy nhắn tin trong tay là công cụ liên lạc duy nhất của anh, nhưng nó chưa bao giờ vang lên. Ông chú Sang-gu giao hàng trong thôn cũng là gián điệp giống anh, đã ở đây 16 năm rồi, nên ông đã hòa nhập hoàn toàn với nơi đây, cuộc sống cũng không đến nỗi lại còn trở thành hội trưởng fan của nhóm nhạc nữ, thậm chí còn có chút vui hơi quá đà. Nhưng Ryu Hwan từ đầu đến cuối vẫn không hề nới lỏng cảnh giác. Từ nhỏ anh đã sống trong môi trường huấn luyện tàn khốc, máu và kiên trì là nguyên tắc sinh tồn của anh, tổ quốc và mẹ là tâm niệm duy nhất của anh. Trong lòng của Ryu Hwan, chỉ cần quốc gia chăm sóc tốt mẹ của mình thì cho dù là hy sinh cả sinh mệnh thì cũng không tiếc nuối. Hơn nữa, cùng lắm chỉ làm tên ngốc, vì để không lộ ra thân phận thật, cứ mỗi một tháng Ryu Hwan lại nhịn một tháng, sau đó đợi tất cả mọi người đi đến, thể hiện ra vẻ rất gấp. Trong ánh mắt ghét bỏ của tất cả mọi người, Ryu Hwan ngồi dưới cột điện giải quyết. Nhưng lần này anh không ngờ tới Jeon Ran xinh đẹp mà anh thích sẽ đột nhiên xuất hiện. Thực ra Ryu Hwan nhìn thì ngốc, nhưng người trong thôn không có ai ghét bỏ anh. Những đứa bé ném đá vào anh trai không thấy đâu nữa cũng sẽ tìm Ryu Hwan giúp đỡ. Lúc này anh mới biết, những đứa trẻ thường ngày nghịch ngợm, từ nhỏ đã mất bố, luôn ở cùng với mẹ. Yu Gia ngày thường thích trêu chọc anh, uống rượu rồi sẽ tìm Ryu Hwan tâm sự, nói rằng mình từng đẻ một đứa con, sau đó bị đưa đến nước ngoài, từ đó cô chưa từng gặp lại nó. Ryu Hwan lúc này mới nhận ra, vẻ ngoài của cô thì mạnh mẽ lẳng lơ, nhưng tâm hồn rất yếu đuối. Cậu con trai của dì Jeon, tuy rằng bình thường thường dùng võ mèo cào dạy dỗ anh, nhưng trong lòng cậu cũng đã xem Ryu Hwan như người nhà của mình. Cậu luôn muốn thi cảnh sát, sau đó bảo vệ gia đình mình. Ở trong cái thôn vốn bị anh xem là nơi đóng quân, Ryu Hwan dần cảm nhận được thiện ý của mọi người. Nhìn vào cảm xúc vui buồn của người ở đây, bất chi bất giác, nơi sâu thẳm trong trái tim cũng đã bị cảm nhiễm. Tâm niệm trong lòng dường như cũng đang dần dần bị dao động. Nhưng chính vào lúc này, thôn trang vốn yên bình nay lại xuất hiện một vị khách không mời mà đến. Người đàn ông này đang tập luyện bí mật. Vào những ngày thường, Ryu Hwan nhìn có vẻ ngu ngốc, nhưng khi cởi áo ra lại là 8 múi mờ lem. Bên ngoài có một vị khách thần bí, Ryu Hwan không hề lạ lẫm. Sau khi hàn huyên vài câu, tên tóc vàng định buộc giày định đánh lén. Ryu Hwan đóng giả tên ngốc đã lâu, trong lúc chiến đấu có bị đánh trúng vài chiêu, nhưng rất nhanh trạng thái hồi phục. Sau khi giao đánh, ai cũng không nhường ai. Tên tóc vàng này cũng là gián điệp, hai người từng là chiến hữu. So với việc Ryu Hwan phải đóng giả làm tên ngốc, thì nhiệm vụ của He Giang nhẹ nhõm hơn nhiều, đó chính là trở thành một ca sĩ nhạc rock. Kết quả ngay vòng gửi xe đã bị loại luôn, nhưng một quân nhân cách mạng, He Giang thề rằng sẽ luyện thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Thân là con của tướng quân, sau khi mất mẹ thì thân là con quý tộc, nay đã không còn chỗ dựa. He Giang muốn làm một anh hùng dân tộc, vì thế chấp nhận nhiệm vụ làm gián điệp. Sau đó đến đây, từ nhỏ He Giang và Ryu Hwan đã là đối thủ cạnh tranh ở nơi đất khách quê người, cuối cùng cũng có thể làm bạn. Nhưng họ không hề biết rằng hành động loại trừ gián điệp của quốc gia đang được diễn ra. Đầu tiên là ông chú Sang-gu, người nhà của ông khi định chạy trốn đã bị quốc gia bắt, từ đó mà ông biến thành tội nhân. Ryu Hwan đưa cho ông một khẩu súng, bảo Sang-gu lấy chết đền tội, nhưng thật ra trong khẩu súng không có đạn. Ở trong thôn đột nhiên đến một cậu nhóc đẹp trai He-jin, ngoài mặt thì là cậu nhóc học sinh cấp 3, nhưng thực chất là đến để thay cho chú Sang-gu. Nhiệm vụ của cậu là giám sát Ryu Hwan và He-jang, xem họ có phản nghịch không. He-jin và Ryu Hwan có quen biết nhau khi còn trong quân đội. He-jin là fan của Ryu Hwan, có một lần khi luyện tập cậu đến thăm thần tượng, nhưng ai ngờ lại bị anh rạch một phát đao vào chân, đau đến mức không chịu được. Đây là bài học quan trọng nhất Ryu Hwan dạy cho He-jin, khiến cho cậu nhớ rằng cảm giác nguy hiểm và sợ hãi trước khi chết. Nhờ đó cậu mới có thể hết lần này đến lần khác sống sót. Trong những lần luyện tập tàn khốc, He-jin đặc biệt xin nhà nước cho mình đến thôn này, cũng chính là vì để tiếp cận người đàn ông như thần trong lòng mình. Sau khi xác nhận Ryu Hwan và He-jang không có gì thay đổi, thì cậu cũng dần dần hòa nhập với cuộc sống ở đây. Ba người cùng nhau làm việc trên tầng thượng, sau đó tham gia vào các hoạt động trong thôn. Với tư cách là người lính từng sống luyện tập tàn khốc, mới đầu họ không thể thích ứng với sự ấm áp và lương thiện của người dân, nhưng cho dù là vậy thì thôn trang ấm áp này cũng đang dần dần cảm hóa họ. Những trái tim vốn lạnh lùng, ba người họ cùng nhau sống một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng cùng với đó thì quốc gia cũng đang không ngừng thay đổi. Bắc Hàn và Nam Hàn ký hiệp định hòa giải xuất phát từ lợi ích của cá nhân và chính trị. Lãnh đạo Bắc Hàn âm thầm mưu sát những gián điệp phái đến Nam Hàn, mà ba người họ cũng nằm trong danh sách ấy. Trong thôn trang yên bình, Ryu Hwan nhìn bầu trời xanh mây trắng, nhớ về mẹ mình. Lúc này đột nhiên chiếc máy gửi tin nhắn yên lặng 2 năm bỗng nhiên vang lên. Trong thôn trang Hàn Quốc, sau khi đóng giả làm tên ngốc suốt 2 năm, Ryu Hwan đã đợi được tiếng gọi của tổ quốc. Nhưng ai ngờ
Mệnh lệnh đầu tiên được truyền đến lại là bảo họ hãy tự sát. Ryu hoang ngơ ra mất một lúc, nhìn vẻ mặt của He Zhang và He Jin cũng rất là khó chịu. Những gián điệp trốn ở nơi khác này cũng đã chấp hành mệnh lệnh, họ không hề sợ cái chết, nhưng tình cảm cống hiến cho tổ quốc cũng chưa từng dao động. Ryu Hoan rất trung thành, sớm đã chuẩn bị tâm lý đi chết, nhưng còn một thứ anh muốn làm, đó là xác định xem mẹ của mình có sống tốt hay không thì mới cam tâm tình nguyện hy sinh. Nhưng lúc này He Jin đã cầm súng hướng về Ryu Hoan. Với tư cách là giáo quan giám sát, cậu phụ trách giải quyết những gián điệp phản lại lệnh tự sát, nhưng He Jin không hề bóp cò, bởi vì trong lòng cậu hy vọng Ryu Hoan có thể tiếp tục sống. Cùng lúc đó, cảnh sát chính phủ Hàn Quốc tìm đến anh, bên ngoài thì nói là bảo vệ, nhưng thực chất là mong muốn gián điệp để lại chứng cứ, nếu như không chấp nhận thì sẽ diệt khẩu tại chỗ. Vào thời khắc then chốt, He Jin xông ra đạp bay khẩu súng, sau đó nhảy lên tường, ai ngờ lại bị cảnh sát Nam Hàn khống chế. Người đàn ông đó từ trong người cậu lấy ra vật theo dõi, hóa ra trong người của mỗi gián điệp đều có cái thứ đáng sợ này. Điều này cũng có nghĩa là bây giờ bất kể là Ryu Hoan đi đâu thì cũng sẽ bị truy sát. Tuy nhiên Ryu Hoan không hề có dự định chạy trốn, thứ mà anh muốn cũng chỉ là một đáp án mà thôi. Nhưng ai ngờ lúc này Ryu Hoan mới ý thức được không thể ở đây thêm nữa, nếu không sẽ liên lụy đến mọi người, và thế là anh lựa chọn rời đi. Anh cắt gọn mái tóc của mình, sau đó mặc bộ vest đẹp trai, cuối cùng anh cũng có thể làm chính mình. Ryu Hoan tạm biệt mọi người, rời khỏi thôn trang mình đã sống suốt 2 năm. Bất kể là trong lòng có chút không nỡ thì chỉ có anh hiểu được, sự dịu dàng duy nhất mà mình có thể để lại cho họ chính là từ biệt. Ryu Hoan ở trong một tòa nhà cũ nát, gặp được người giáo quan của mình. Họ không lấy danh nghĩa anh em trùng phùng, mà là biến thành kẻ thù đuổi giết đối phương. Đối mặt với ông, trong lòng Ryu Hoan có một chuyện muốn hỏi. Giáo quan không hề trả lời, mà chỉ muốn hoàn thành mệnh lệnh. Ryu Hoan cầm súng hướng về ông, nhưng cuối cùng vẫn không ra tay, mà lại gặp phải đánh lén. Anh bị giáo quan đạp bay ra cửa sổ, ngay lập tức ngã thật đau xuống dưới. May là He Jang lái xe đuổi kịp đến, cứu được Ryu Hoan. Hai người tìm đến ông chú chạy trốn để lấy vũ khí, nhưng lại nhận được một ba lô gạch. Hóa ra ông chú ấy mới là người giấu mình kỹ nhất. Ông vẫn luôn đứng sau để quan sát đám gián điệp này, đợi đến ngày họ phản bội, vừa hay mình có thể làm nhân chứng, chứng minh rằng kế hoạch gián điệp ngay từ đầu đã sai. Từ trong miệng của Sang-gu, Ryu Hoan cuối cùng cũng biết, hóa ra ngày mình vừa vào trong quân đội, mẹ đã bị xem thành người có tội, rồi đưa đến trại giám sát. Nay họ đều đang bị quốc gia truy sát, vậy thì người thân đương nhiên cũng không thể sống sót. Tâm niệm trong lòng anh phút chốc sụp đổ, thứ mà gọi là cống hiến cho quốc gia cũng chỉ là lời nói dối để tẩy não. Ryu Hoan ngay từ đầu cũng chỉ là con cờ bị bỏ đi mà thôi. Ryu Hoan và He Jang đi lên tầng thượng, nhìn vào đám người giáo quan đưa tới, sớm đã đợi ở đây để vây bắt họ. Trong cơn mưa tầm tã, anh hỏi giáo quan của mình. Một câu hỏi đầy linh hồn, nhưng không nhận được câu trả lời. Nhưng trong lòng Ryu Hoan biết rõ, anh đã sớm không đợi được đáp án. Chuyện đã đến nước này thì chỉ có thể ra tay không lưu tình, vội vàng giải quyết vài đặc công Triều Tiên. Nhưng cuối cùng bởi vì sức lực có hạn, vẫn ngã dưới chân của giáo quan. Chính vào lúc này, He Jin mặc quần áo của đặc cảnh Hàn Quốc, đem theo rất nhiều cảnh sát đến. Vì để cứu lấy Ryu Hoan, cậu không thể không hợp tác với cảnh sát Hàn Quốc. Giáo quan lấy ra quả lựu đạn, muốn chết cùng tất cả gián điệp. Nhưng đột nhiên He Jang xông ra, ôm lấy giáo quan nhảy xuống dưới. Anh dùng cái chết của mình để đổi lấy cơ hội sống sót cho Ryu Hoan và He Jin. Ryu Hoan tuyệt vọng ngã ra trong màn mưa. Anh tìm được một quyển số tiền trong túi áo. Đây chính là thứ mà trước khi đi dì Jeon đưa cho họ. Sau khi mở ra, anh nhìn thấy bên trong có rất nhiều tiền, đều là dì để lại cho con trai thứ hai. Cho đến giây phút này, Ryu Hoan mới hiểu ra, dì Jeon thường ngày keo kiệt, thực chất lại luôn yêu thương mọi người. Ryu Hoan bây giờ, nếu như đầu hàng với cảnh sát Hàn Quốc thì có thể có cơ hội sống, nhưng cho dù họ trung thành thì tổ quốc lại vứt bỏ họ. Nhưng vì tâm niệm và tôn nghiêm, cho dù là nhảy xuống chết cùng He Jin thì họ cũng không sợ hãi.